Cảm ơn sự trở lại của quý vị, và sau đây là phần tin châu Á. Ông Suga tuyên bố đã tranh cử chức vụ thủ tướng của Nhật Bản. Ông Suga là chánh văn phòng nội các Nhật Bản của Thủ tướng Abe Shinzo hôm 2 tháng 9 vừa cho biết là ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử chọn người kế nhiệm chức chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do hiện đang cầm quyền. Tại một buổi họp báo thì ông Suga đã thông báo ra tranh cử. Đảng LDP là đảng chính trong liên minh cầm quyền sẽ bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 9 để chọn ra chủ tịch tiếp theo. Trước đó thì Thủ tướng Abe đã thông báo ý định từ chức vì lý do sức khỏe. Ông Kishida Fumio, người đứng đầu về chính sách của đảng LDP, đồng thời là cựu ngoại trưởng Nhật Bản, cùng cựu bộ trưởng quốc phòng là ông Shigeru, cũng đã thông báo ra tranh cử hôm thứ Ba. Sau khi chọn được chủ tịch mới của đảng, theo luật thì Quốc hội Nhật Bản có thể bỏ phiếu chọn thủ tướng mới chỉ trong vài ngày, và kết quả bỏ phiếu này gần như là chắc chắn thuộc về chủ tịch mới của đảng LDP, vì quốc hội hiện do liên minh mà đảng này dẫn đầu kiểm soát. Một bản tin thứ hai nói đến việc ba quốc gia Nhật Bản, Ấn Độ và Úc cùng nắm tay nhau chặt để hợp tác. Ba quốc gia vừa nói đã chấp thuận việc cải thiện chuỗi cung ứng trong khu vực trong bối cảnh đại dịch đang hoành hành. Các nước muốn giảm sự phụ thuộc của mình vào Trung Quốc về các mặt hàng như thiết bị y tế, phụ tùng xe hơi. Bộ trưởng Kinh tế của ba quốc gia nói trên đã họp trực tuyến hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9. Trong đó, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản là Hiroshi đã tuyên bố như sau. Sau khi dịch COVID-19 bùng phát, đã có nhiều nỗ lực song phương và đa quốc gia để củng cố các công việc và thảo luận xem nước nào trong ba nước chúng tôi có thể hợp tác ra như thế nào trong tương lai. Ba bộ trưởng muốn trong năm nay sẽ thiết lập một khuôn khổ để cùng có mạng lưới sản xuất. Các bộ trưởng cũng dự kiến kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á tham gia mạng lưới vừa nói. Và thưa quý khán giả, Nhật, Úc là hai quốc gia phải nói rằng thì là mạnh đồng minh của Hoa Kỳ. Thêm vào với Ấn Độ, một quốc gia lớn như vậy, đứng sát cạnh biên giới với Trung Quốc với 1 tỷ 300 triệu dân là một điều rất hay và rất may cho thế giới để chống lại sự độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói chung và của Tập Cận Bình nói riêng. Dưới thời Tổng thống Donald Trump đã đặt ra tiêu chuẩn lợi ích của Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Sự hợp tác này nói lên sức mạnh của Hoa Kỳ. Bản tin sau cùng, thưa quý khán giả, về châu Á nói đến việc Hàn Quốc đưa ra lời kêu gọi Nhật Bản ủng hộ nỗ lực cải thiện quan hệ liên triều. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Thống nhất của Hàn Quốc là Lee In-jong đã kêu gọi sự ủng hộ của Tokyo trong việc cải thiện các mối quan hệ liên triều, nhấn mạnh rằng điều đó sẽ rất có lợi cho Nhật Bản. Những bình luận trên được đưa ra tại cuộc họp đầu tiên của ông Lee với đại sứ Nhật Bản là ông Tomita sau khi ông nhậm chức hồi tháng 7 vừa qua. Ông Lee của Nam Hàn đã nêu bật sự cần thiết trong việc duy trì hợp tác sau quyết định từ chức của Thủ tướng Abe Shinzo. Bộ trưởng của Nam Hàn nói, Thủ tướng Abe đã thông báo quyết định từ chức vì lý do sức khỏe. Chính phủ của chúng tôi rất là làm tiếc khi biết điều này và hy vọng ông sớm bình phục. Và chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền mới của Nhật Bản và chúng tôi hy vọng duy trì hợp tác chặt chẽ, đặc biệt là trong việc đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như hòa bình ở khu vực Đông Bắc Á. Thưa quý khán giả, hai nước này, Nam Hàn và Nhật Bản, là hai nước đồng minh phải nói rằng rất cần thiết và rất chí thiết với Hoa Kỳ. Mong rằng hai quốc gia sẽ là những cánh tay phải và trái của Hoa Kỳ để chống lại độc tài Trung Quốc cũng như độc tài Tí Hon Hỏa Tiễn của Bắc Hàn.
Đó là bản tin sau cùng về châu Á. Mời quý khán thính giả trở lại để cùng với chúng tôi theo dõi một hai tin về Việt Nam với một vài tin đáng chú ý như sau. Bản đồ đường lưỡi bò treo tại 4 cơ sở ở Hải Dương. Người dân Quảng Ngãi tiếp tục bực mình về các dự án đất đai của chính quyền địa phương.